xin miếng. Chỉ có đây, bắt nó vào ăn đi. Nhưng mà cái của em ngon hơn. Nhiều nhiều. Các bạn ơi, hôm nay đừng có lo luôn nhiều. Đấy. Chị cứ ăn luôn. Ăn không? Ngon quá. Suzy, ôi, em ăn bánh gì ấy? Ngon thế. Bánh gì, bánh gì ấy? Chị xin miếng. Chị có đây, bắt nó vào ăn đi. Nhưng mà, cái của em ngon hơn. Đi, chị xin miếng. Chị thưa bác của chị vào ăn đi. Em có một cái gì em cho chị. Thật nhá. Ôi, ôi, không cho thì mình bắt của mình ra ăn được. Nhưng mà biết thế rồi hả? Thật thật á. Mà chị vẫn thích ăn của sơ hơn. Quái này để vị khác à? Em cho chị thật á. Chị sẽ bóc thử xem sao. Ngon không? Ngon gì? Ngon thật đấy. Nào, ăn ngon. Em ăn của em. Nào, đi chị đút cho. Ăn còn quảng. Đang ăn bao nhiêu? Cho miếng to thế. Này, ở kia có hồ. Chị em mình ra giả thả cho cá trong cá có ăn luôn đi. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.